Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video này tôi giới thiệu đến các bạn là một số cây sáo nữ Bắc với mức dao động từ 150 cho đến 500. Sau cũng khá là nhiều ngày tôi đã làm được 8 cây, gồm có 2 tông là si dáng và la trầm. 4 cây si dáng và 4 cây la trầm. Cây đầu tiên ở đây là cây 150. Cây này âm thanh hoàn toàn là ok hết, có điều là bị hơi bị gập ở đây một chút, cũng không có ảnh hưởng đến âm thanh và độ bền nhé, nhưng về hình thức, ngoại hình là thẩm mỹ là xấu. Thanh lý 150, âm thanh là hoàn toàn ok như những cây cao cấp. Cây tiếp theo cũng vẫn là xây dáng. Cây này 500. Cây này nứa rất đẹp, âm rất hay. Ở đây tất cả những cây này đều là nứa Bắc cho nên âm rất hay. Dòng nứa đặc trưng ở vùng Thái Nguyên. Để cho các bạn ngắm kỹ lại cây 500 nhé. Si dáng 500. Cây này hoa văn và hình thức rất là đẹp, rất bóng. Cây tiếp theo cũng là si dáng 500. Ngoại hình cũng đẹp. Cây tiếp theo, cây si dáng 300. Cây này thì không được thẳng tuyệt đối cho lắm. Cây này hơi ngoằn ngoèo. Âm thanh cũng ok. 300. Tất cả lỗ khoét đều rất là tỉ mỉ và đẹp. Cây tiếp theo là sang dãy la trầm. La trầm 300. Cây này cũng ok hết. Bóng đẹp. Đầu hơi ngắn một chút. Cây tiếp theo la trầm 300. Cây này thì cũng khá đẹp, nhưng mà vỏ thì nó không bóng cho lắm, nó có cảm giác là nó hơi bị đốm. Phần đuôi này thì hoa văn là vân nứa đẹp, nhưng phần trên này thì cái mặt ngoài này thì cảm giác nó không bóng. Cũng xử lý giống như những cây khác nhưng mà vỏ nó không bóng bằng. Cây này thì 300. Cây tiếp theo là la trầm 300. Cây này dày, cứng cáp, nặng tay, nhưng mà cũng không có thẳng tuyệt đối được, hơi oằn một chút. Âm thanh ok hết, lỗ khoét tỉ mỉ đẹp. Cây tiếp theo là cây la trầm 200. Cây này cũng rất dài. Cây này thì lòng thì không được tròn, lại hơi oval một chút, lòng hơi elip một chút. Nứa cầm nói chung không, hơi xốp xốp, không nhẹ, không được nặng tay những cây khác. Cũng rất già nhé, nhưng có lẽ là do nó hơi mỏng một chút cho nên cầm nó nhẹ tay. Âm thanh ok hết. Cây này 200. Các bạn cứ tham khảo nhé, cả về hình thức, ngoại hình, màu sắc. Còn âm thanh thì hầu hết nó đều ở mức ok hết nhé. Những cây 500 thì ở mức đạt tuyệt đối luôn, nó sát với tuyệt đối, âm rất hay và vang. Cây 300 thì cũng tương tự vậy, nhưng ngoại hình của 300 thì kém một chút. 150, cây này thanh lý vì đã bị gập trong quá trình uốn nhiệt, hơi gập một chút. Nó không có bị gãy đâu nha các bạn nhé, nó vẫn bền, âm thanh vẫn ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Đây là độ dày của nứa nhé, các bạn ngắm từ phần dưới trở lên. Đấy, nó khá là dày.